Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Y9 Trang Mobile. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không uống trà nữa mà mình sẽ chuyển sang uống rượu. Và cái thương hiệu dành cho mọi người ngày hôm nay đó chính là Sacco Choi. Và ở trên bàn của mình là hai cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu này, đó chính là bộ tách và ly để mà chúng ta có thể uống rượu với hai cái kích thước cũng như là hai cái thiết kế lấy cảm hứng từ hai cái chủ đề khác nhau, và để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn và xem cái thiết kế nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở hộp này và mình so sánh hai cái sản phẩm này. Thông qua đó thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở từng cái sản phẩm nha. Và trước khi mình gửi đến mọi người những cái thông số chi tiết của bộ sản phẩm này thì mình xin gửi đến cái mã của hai sản phẩm để mà các bạn có thể phân biệt được luôn. Thì bên tay phải của mình là bộ bình rượu có tên là CGTZ05 và bên đây là cái bộ CGTZ03. Và về cái kích thước thì đối với cái bộ mà CGTZ03 nó sẽ có cái kích thước cũng nhỉnh hơn một tí so với cái bộ 05. Với cái kích thước là 303 x 192 x 119 mm, còn với bộ 05 ấy thì nó chỉ có kích thước là 277 x 105 x 435 mm thôi. Và nếu như cái bộ CGTZ03 này nó lấy cảm hứng từ hơi hướng cổ điển và châu Âu, đó chính là những cái ly để mà chúng ta rót này, thì nó sẽ có dạng một cái bình mini như thế này, và nó sẽ có những cái mức nước để mà chúng ta có thể rót như thế này này. Rồi, và những cái ly của nó thì các bạn thấy là nó cũng được thiết kế rất là khác nữa. Và những cái ly này thì khi mà các bạn đi vào những cái quán bar thì chúng ta hay bắt gặp, để cho các bạn có cảm giác là chuyên nghiệp hơn. Bởi vì khi mà chúng ta uống rượu Tây thì chúng ta sẽ cần một cái ly mà nó có cái dung tích, mà nó có cái vạch mức như thế này để mà chúng ta có thể dễ dàng pha hơn. Và với cái số lượng là 6 cái cốc lớn và 6 cái cốc nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ đủ số lượng cho cả một bàn tiệc cũng như là một đám bạn khi mà các bạn mời mọi người tới nhà chơi này. Còn đối với cái bộ CGTZ03 này thì nó lấy cảm hứng từ 5 loại ngũ cốc của Việt Nam. Và ở đây thì mình thấy là nó có một cái đồ chơi nữa, đó chính là cái cục xúc xắc như thế này. Thì ở trên mỗi cái cục xúc xắc này thì nó sẽ có mỗi cái loại hạt tượng trưng cho một loại ngũ cốc khác nhau. Và ở dưới đáy của mỗi cái cốc, cái ly các bạn uống ấy, thì nó sẽ có những cái hạt này đây. Và mình thấy là cái bộ này nó rất là đẹp luôn. Mặc dù là nó sẽ có kích thước nhỏ hơn một tí, cũng như là về cái số lượng ly cốc thì nó sẽ ít hơn, nhưng mà mình thấy là về cái điểm nhấn cũng như là cái thẩm mỹ thì mình sẽ thích cái bộ bên đây hơn. Đấy, thì hầu như là những cái sản phẩm này nó đều được lồng vào trong cái phần thủy tinh như thế này để mà hoàn thiện, và cái phần đế của nó cũng khá là dày, để khi mà các bạn rót rượu vào thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là cái ly nó sẽ tinh tế và đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, rồi. Mà dù nó nhỏ nhưng mà nó sẽ có cái bộ đồ chơi đi kèm, và cái thiết kế này nó cũng rất là đặc biệt mà mình chưa bao giờ thấy ở những cái sản phẩm trước đây. Và còn đây là cái bình, thì đây là cái bình nó có một cái miệng nhỏ ở đây này để mà các bạn có thể đựng và rót vào. Và với cái bình nhỏ như vậy thì mình uống mình đặt ở trên bàn thì nó sẽ đỡ chiếm cái diện tích hơn. Và sau khi mà mình trải nghiệm ở trên hai cái bộ cốc cái mà uống rượu này thì bản thân mình thấy là với cái bộ bên đây thì nó sẽ mang đến cho các bạn cái cảm giác lạ này, cũng như là mình sẽ thích thú hơn khi mà mình sử dụng từng cái ly, từng cái cốc mà mình tự pha chế một ly rượu để mà mình uống ấy, thì mình sẽ cảm giác là mình thích thú hơn rất là nhiều. Còn đối với cái bộ sản phẩm bên đây thì mình chỉ thích là nó có những cái chi tiết ở dưới đây. Đây là những cái hạt ngô, hạt đậu và hạt gạo, hạt lúa đồ ấy. Và hơn thế nữa thì nó có một cái bộ trò chơi xuất sắc như thế này nữa, thì khi mà mình ngồi vào bàn nhậu hay là uống rượu với bạn bè thì mình chơi cái trò chơi này cũng rất là vui. Và bản thân mình thì mình sẽ chọn cái bộ CGTZ03 này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại phần bình luận bên dưới comment nhé. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên ấn like và subscribe cho channel của Y9 Trang Mobile nhé. Bye bye.